Bà con, đây là một thủ phạm chuyên bắt gà. Bắt gà của những người dân đây đây, một con chim ưng. Đấy, bây giờ mới bắt được con này này. Bây giờ em định xử lý nó như nào? Đấy kìa, nó đây là nó đang đến chuồng gà của mọi người, nó bắt thì bị bắt sống. Bây giờ đấy, móng chân này. Ui, mình gần gần nó mổ cho phát thì thôi. Tuần trước đem về nó nuôi đấy, nhưng mà nuôi một thời gian nó chết thì... Vâng. Nuôi chết ạ? Vâng. Thôi rồi. Con này á, nếu mà mình muốn nuôi, mình phải nuôi từ bé cơ. Vâng. Hình như cuối tuần bọn con có chương trình như sao ấy. Đây là cuộc sống của những người dân ở trên hồ thủy điện Tuyên Quang. Một cuộc sống nói chung là rất là nên thơ, đầy đủ sung túc. Bè cá này. Rồi. Đấy, họ còn là trồng cả cam này, nuôi gà ở trên kia kìa. Nói chung là chả thiếu gì. Không khí trong lành, phong cảnh đẹp, ăn uống thì sạch sẽ. Cuộc sống thì khỏe mạnh. Đây đây chú. Con này không nuôi giống nó sổng ra cái. Chú Ly. Chú có tuổi mà cực kỳ khỏe. Nói chung là nhìn tất cả cái cuộc sống của chú chỉ mong là sau này được lên đây sống thôi. À, xin chào cô chú. Xin chào bà con. Chúng tôi đang ở Hàng Mưa thuộc hồ thủy điện Tuyên Quang. Đây này, đây chính là bức rèm nước luôn luôn chảy xuống đây bốn mùa quanh năm. Đấy. Và đây là một cái hang đá tự nhiên, rất nhiều nhũ đẹp. Lát nữa tôi sẽ quay lại phía sau cho mọi người xem như ở dưới kìa. Cá đang bơi ở cái chỗ nước chảy xuống đen xì luôn. Biết các bác có nhìn thấy không? Đi du lịch gần đây là hơi bị phí. Và người dân cũng đã làm một cái bè cá kia rồi. Đây, đây chính là cái vách đá. Lên đây là rất nhiều. Đấy. Hơi slow quá. Cho thả cho nam nể cảnh được không? Tôi đang ở một trên nhà nổi của trạm kiểm lâm. Đây chính là vườn rau của các chiến sĩ của trại tăng gia. Đây. Mọi người đang chuẩn bị bữa trưa. Đây chính là hồ thủy điện Tuyên Quang. Nước xanh trong vắt, cá tung tăng bơi lội ở dưới. Đấy. Đây là cá tự nhiên chứ không phải là lồng bè gì đâu. Đấy kia là cái bẫy tôm. Anh đang là rửa mộc nhĩ. Đấy, đây cái nhà bằng gỗ rất là đẹp. Đang vào bếp xem mà các anh chuẩn bị món gì. Ui, anh phải đeo đèn để thái thịt à. Cơ bản nó gió đâm ra không mở cửa. Đây là thịt gì anh? Thịt lợn đen đấy. Thịt lợn đen à? Vâng, ba chỉ mình nướng kẹp miếng. Ui, ngon quá. Chỉ sợ nó hơi mỡ, vì lợn đen là nó hơi bị mỡ. Vâng. Mỡ nó cũng ngon mà. Mỡ bì ngon. Kìa cái kẹp thịt thì các anh vẫn đang nướng tiếp. Đây là... Anh xào cái gì ạ? Rau cải. Rau cải. Ngông cải. Cải nương. Đây là cá rán. Cá lăng. Cá lăng. Đấy. Trên này đồ ăn thì sạch sẽ, tươi. Thích nhất là hồ. Cá. Đây đây. Nói chung là cuộc sống ở đây rất là trong lành, thoải mái, không phải suy nghĩ gì cả.
Đây ra ngoài này là để cái giường ngủ mát lạnh đây. Hồ thủy điện Tuyên Quang còn được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, rất là đẹp đấy. Sống ở đây thì quá tuyệt vời. Anh ấy trồng rau cải, được cây hoa, cây cảnh, rau cải, rau răm, tận dụng mọi thứ, mọi nơi. Ở đây có lồng cá này. Cá này toàn những con cá mà quý hiếm. Cá lăng, cá chiên, anh vũ. Cá chấm á, lá chuối ăn. Vâng, mỗi lồng một loại cá. Tôi đang ở trong bản của một dân tộc người Tày ở Na Hang Tuyên Quang. Đây là một chú lợn mới đẻ con đây, đàn con của nó đây. Ui, nó đang ra bảo vệ đấy. Này, yêu không? Như lũ chó con đi. Hello, hello lợn con. Ôi giời ơi, muốn bắt về nuôi quá. Ui. Ui, cái mũi to kia. Không được đón chào ở đây nhá. Chỉ thích mũi nhỏ thôi. Đây là cách chơi với chim. Đấy. Yêu chưa? Tôi đang ở Na Hang, Tuyên Quang. Bắt gặp một con chim không biết tên là gì, nhưng mà có thể là con chim cu gáy á. Đấy. Đây là tôi đã theo dõi từ ngày xưa, là nhiều người đã cho nó chơi, trêu đùa nó bằng cách như này. Tức là lấy cái tay chỉ xuống này và nó cứ tưởng là một con mái. Sau đó nó sẽ hót. Xin chào bà con. Ở Hà Nội chúng ta thì vô cùng sợ những con kiến ba khoang. Nhưng mà tôi xin giới thiệu nhá. Ở cái ruộng ngô này, một ổ luôn. Mỗi một bắp là một ổ kiến ba khoang. Đây này. Thấy chưa? Đây. Con bố, con mẹ, con đực, con cái. Nó ở hết đây này, trong từng cái kẽ bắp này, đấy, thấy chưa? Đây. Đếm sơ sơ là vài chục con kiến ba khoang ở đây. Đấy. Đuôi nó cong tớn lên kia. Ê, lần sau bà con đi hái ngô thì cẩn thận nhá. Nhưng mà không hiểu sao những người dân ở đây thì họ lại không sợ kiến ba khoang. Đây không biết là cây gì nhưng mà rất là to, nằm ở giữa rừng. Và người dân đã phải lập một cái ban thờ ở đây. Nhờ đi với kiểm lâm mà tôi mới biết được. Không được quay hả anh? Không, em không động vào đâu. Đấy, các anh kiểm lâm mà đừng có động vào. Kiêng. Không hiểu sao lại là
Bởi vì cái này là người dân tộc họ thờ cúng như này. Đấy, rất to. Tối ra đây ngủ được không? Xin chào bà con. Chúng tôi đang ở Hàng Mưa thuộc hồ thủy điện Tuyên Quang đây này. Đây chính là bức rèm nước luôn luôn chảy xuống đây bốn mùa quanh năm. Đấy. Và đây là một cái hang đá tự nhiên. Rất nhiều nhũ đẹp. Lát nữa tôi sẽ quay lại phía sau cho mọi người xem như ở dưới kìa. Cá đang bơi ở cái chỗ nước chảy xuống đen xì luôn. Biết các bác có nhìn thấy không? Đi du lịch đây. Đến đây là hơi phí. Và người dân cũng đã làm một cái bè cá kia rồi. Đây, đây chính là cái vách đá. Lên đây là rất nhiều. Đấy. Nói slow quá hả? Cho khe thà cho nam hiểm cảnh được không? Tôi đang ở một cái khe suối. Các bạn có thể nhìn thấy tôm tép này, cá bơi lội tung tăng. Đấy. Thích thật. Thiên nhiên hoang dã. Cân bằng.